Thưa sư cho con hỏi, khi sanh về cõi trời nào mới gặp được các vị thánh đang tu học chánh pháp? Phải tạo nhân lành nào để về cõi trời ấy để thân cận các vị ấy? Hiện tại bây giờ đó thì các cõi trời dục giới lẫn sắc giới đều có các vị thánh đang tu học. Cho nên là chúng ta về bất kỳ cõi trời nào cũng được. Riêng cái cõi ngay cả cõi phi tưởng phi phi tưởng cũng có luôn. Cho nên là quý vị yên tâm. Còn làm sao để thân cận được các vị thánh, đây mới là quan trọng. Tại vì các tầng trời nào cũng có mà, nhưng mà lên trên đó rồi đó, làm sao để thân cận các vị thánh? Muốn được như vậy đó thì chúng ta phải làm phước với cái tâm đủ mạnh mẽ. Cái chuyện đương nhiên thôi, chúng ta muốn đi đến một nơi nào đó cũng phải có tiền mua vé. Thì ở lên các cõi trời đó, chúng ta không có xài tiền mà chúng ta xài phước. Và để liên hệ được với các vị thánh thì cái phước của chúng ta cũng phải tương đối mạnh. Bằng cách nào? Khi chúng ta làm phước, tạo phước thì cái tâm của chúng ta đó phải đủ mạnh mẽ, và sự nỗ lực làm phước của mình á nó cũng phải đủ mạnh mẽ. Chứ còn làm phước hời hợt theo cái kiểu thấy con kiến nó bò qua đường thì mình đang ăn bánh mì về, thì nó có bánh mì vụn á, thì sẵn tiện tay thì phủi ngay chỗ mấy con kiến, thì cái kiểu đó cũng có phước, nhưng mà cái phước nó quá yếu kém nha. Chúng ta cần một cái kiểu làm phước mà nó đủ mạnh mẽ đó. Rồi sau đó chúng ta phát nguyện, ví dụ như do cái việc phước thiện mà tôi đã làm đây, hãy là nhân duyên để tôi tái sanh vào nơi có thể gặp được chư hiền thánh, và có thể tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Thì đó là lời đề nghị của sư. Còn quan trọng á là cái ý của chúng ta thôi, chứ không cần phải ghi câu của sư xuống để rồi tụng như con vẹt thì không có nên.